Người Ukraine tiếp tục biểu tình chống chính phủ, tin từ Kiev. Người biểu tình Ukraine đã tập trung tại quảng trường độc lập để làm lễ cầu nguyện vào ngày Chủ nhật và hy vọng là khoảng 1 triệu người sẽ tập trung để xuống đường. Người thân Âu Châu đã biểu tình liên tiếp trong 18 ngày qua sau khi Tổng thống Yanukovych từ bỏ việc ký kết hiệp ước tự do mậu dịch với Liên Âu. Tình trạng căng thẳng chính trị tạo lo ngại cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của Ukraine, một quốc gia có 46 triệu dân nằm cạnh Liên Âu và Nga, là con đường chuyển dầu khí từ Nga qua Âu Châu. Người biểu tình đã dựng một tấm hình rất lớn của cựu Thủ tướng Julia Tymoshenko trên cây Giáng sinh và những tấm bảng chống chính phủ tại ngôi làng lều vải tại quảng trường. Một người đến từ Belarus nói rằng ông ta tới Kiev để bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. Một người đến từ Thụy Điển nói rằng là bà ta không thể ngồi nhìn quốc gia đang bị phá hoại. Một người đến từ vùng Cherasy nói ông ta tới Kiev để chứng kiến quốc gia đang thức tỉnh và đứng dậy. Trong ngày Chủ nhật tuần trước thì khoảng 350.000 người đã tham gia biểu tình và đây là một cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi các cuộc biểu tình cách mạng cam. Người biểu tình hiện đang chiếm cứ tòa đô chính Kiev. Tổng thống Yanukovych đã gặp Tổng thống Putin ở Sochi vào ngày thứ Sáu để đặt nền tảng cho chiến lược thân hữu mới, mong làm cho nền kinh tế Ukraine phục hồi, dập tắt phong trào chống đối trong nước. Trước khi gặp Tổng thống Putin, Tổng thống Yanukovych đã bay đi Trung Cộng để tìm một hiệp ước thương mại và đầu tư với Bắc Kinh.